gió bay. Tình yêu lẫn trốn khi mà ta ngỡ tìm thấy. Dẫu cho mỗi lần yêu tìm đớn đau, vẫn cứ ngây ngô yêu như lần đầu. Mong sao ngày mai tạnh cơn mưa nắng sẽ mang câu vào trở về. Anh yêu em thương em được bao lâu nữa, hay tất cả sẽ đến lúc phải nhà. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu sẽ về đâu. Liệu rằng một sớm mai thức dậy người vẫn đây, hay trái tim sẽ thêm một lần vỡ tan. Anh yêu em thương em được bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có bền lâu. Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình, thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vỡ tan tành. Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình, thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vỡ tan tành. Nãy là cô tự ý, tôi không liên quan nha. Ý anh là ngủ với anh không dễ gì. Hay là tôi cứ thử cái khó coi sao. Chiều nay á, chị có dẫn bé Ly ăn bánh, tiệm mới mở gần nhà. Nhưng mà không có ngon bằng bánh em làm. Em mau tỉnh dậy đi. Chị hứa là sẽ mở một tiệm bánh hoành tráng nhất cho em luôn. Con bé ngốc nghếch này, tại sao em lại làm chuyện khờ dại như vậy hả? Bác sĩ ơi, em tôi bị sao vậy bác sĩ?
Huyết áp bệnh nhân đang xuống rất là thấp. Chuẩn bị thuốc tiêm cho bệnh nhân. Em ơi đừng làm gì sợ nha em. Em ơi. Cậu đi đâu mà bỏ mặc con bé cả ngày hôm nay? Con bé vừa bị sự cố về đường hô hấp, rất nguy hiểm. Nếu lúc nãy không có tôi thì con bé sẽ ra sao? Em xin lỗi. Xin lỗi? Cậu thật sự cảm thấy có lỗi không? Mà cho dù nó có gặp chuyện gì thì cậu cũng không quan tâm đúng không? Cậu đừng sống thoải mái quá, phải biết mặc cảm với tội lỗi của mình. Hôm qua tôi lại làm gì trên người anh nữa à? Cô nói vậy không sợ người khác hiểu lầm hả? Anh nhìn vậy là ý gì? Tôi rót cho anh một ly nha. Không cần đâu. Tại tôi thấy cô tự nhiên quá. Cảm giác như đây là ngôi nhà của cô vậy đó. Cô muốn xét tiền nhà không? Thì tôi cũng vì hoàn cảnh thôi. Chứ nào giờ tôi đâu phải là người mê bia rượu đâu. Sau tất cả những gì tôi biết về cô thì đó là cái lời mà tôi không tin được. Thôi, anh đã biết mọi chuyện xấu hổ về tôi rồi thì anh nói gì chả được. Đợi một chút, tôi về nhà thay đồ. Hôm nay tôi sẽ bao anh ăn sáng, uống cà phê, coi như là cảm ơn anh tối qua đã cho tôi ngủ nhờ. Hôm nay anh đưa con đi học về sớm. Con chào mẹ. Cô cũng sướng quá ha. Cơm chồng nấu, con chồng chăm. Con đi học á, chồng cũng đưa luôn. Không biết có người nào người ta thắc mắc là nhỏ nó còn mẹ không nữa. Thưa mẹ, con đi làm. Con trễ giờ rồi mẹ. Ngồi xuống đi. Chờ Hân đi về rồi tôi có chuyện muốn nói với hai người nè. Chắc là có chuyện gì mẹ bàn với anh Hưng trước nha. Tại vì con trễ giờ rồi. Cô là sếp, muốn tới công ty lúc nào cũng được. Đừng có lấy cái cớ đó mà né mặt tôi. Con chào mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa nè. Ngồi xuống đây. Có chuyện gì á, hai mẹ con mình bàn trước đi mẹ. Vợ con cô trễ giờ làm rồi đó. Em đi làm đi. Tôi kêu ngồi xuống.
Đây là giấy tờ đất ở dưới quê ba con để lại. Con cứ việc bán đi, lấy tiền làm ăn. Còn cô, chỉ cần ký tên vô là được rồi. Con nó nói với mẹ là con không bán mà. Em đi làm đi. Dạ thôi, mẹ với anh Hưng cứ bàn với nhau đi. Nếu như mà anh Hưng đồng ý thì con sẽ ký thôi. Xin phép mẹ con đi làm. Nhìn tới nhìn lui, không biết có điểm nào nó giống vợ con hay không. Hai đứa còn ngủ chung với nhau không? Tại mẹ, mẹ cứ gây khó dễ cho cổ, nên càng ngày cổ càng khó chịu vậy đó. Tại con đợi nó lên đầu lâu quá cho nên nó trở nên thoải mái lắm. Mẹ đừng có nói chuyện khó nghe vậy. Còn nữa, con sẽ không bao giờ bán đất của tổ tiên để lại đâu. Cho nên từ nay á, mẹ đừng có đem cái chuyện này ra mà mẹ nói nữa. Con có đi về quê ở đâu mà không bán? Có để đó hoài, mốt chú con cất nhà cho mấy đứa con ổng là con mất phần đó. Thì bây giờ á, mẹ cứ để cho chú làm đi mẹ. Mai mốt cái chuyện hương quả của nhà cũng phải nhờ nhiều để chú và mấy em. Đó là tài sản của ông bà tổ tiên để lại. Cho nên á, con sẽ không bao giờ mà con bán đâu. Thôi được rồi, con muốn bán thì thôi. Nghĩ cũng lạ, nhỏ này cũng ghê gớm lắm ạ. Đất chung thì đồng ý bán cái rụp. Cái gì của nó thì nói gãy lưỡi nó cũng không bán. Cái đó không phải tư riêng gọi là cái gì đây. Với mấy đứa như vợ con thì cũng nên lo thủ đi. Chứ tâm hơ tâm hớt chưa con á là tay trắng ra khỏi nhà đó. Phòng trước đi, chị có chuyện muốn nói với sếp đâu. Với lại á, một lát trước khi họp em mang hồ sơ qua chị xem trước nha. Dạ chị. Em lo giải quyết việc cá nhân cho ổn thỏa đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc nữa. Em đã dứt khoát rồi đó chứ. Chia tay cũng đã nói, nhà hàng cũng đã hủy. Vậy mà anh ta bán ra như đỉa vậy. Nhưng mà thật sự sau khi chia tay rồi ấy, em mới phát hiện anh ta có nhiều tật xấu lắm chị. Chuyện đời tư của em á, đừng để cho người khác bàn ra tán vào. Với lại là càng không nên liên lụy người trong công ty. Chị nghĩ em không nên tiếp xúc quá thân thiết với sếp đông, sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Một kẻ điên tình á thì sẽ không biết là gây ra chuyện gì đâu. Thì ra nãy giờ chị quan tâm đến sếp đông chứ không phải lo lắng cho em sao? Chị không muốn can dự nhiều vào chuyện riêng tư của em, nhưng mà để ảnh hưởng đến công việc và nhất là người trong công ty thì đó là một câu chuyện khác. Không lẽ chị An có tình ý gì với sếp bạn ta? Không phải, chị An không phải người như vậy. Thank you.
ta bắt đầu họp đi. Dạ. Clip của khách hàng chỉ ngắn gọn như vậy thôi, nhưng em đã nghĩ ra được cách để thuyết phục họ rồi. Việc pitching khách hàng bột giặt lần này á, giao cho Phương Khanh. Còn Khánh Minh thì tiếp tục take care khách hàng Red giùm chị. Red đối với em quá dễ dàng rồi. Em đã chuẩn bị xong kế hoạch. Họ đã rất happy với những gì em đã làm cho họ trong năm trước. Và năm nay chắc chắn họ sẽ hợp tác với mình thôi. Còn khách hàng bột giặt này ấy, thì rất khó để thắng, vì có quá nhiều đối thủ mạnh cũng pitching cùng với mình. Họ đã reach trực tiếp với em, và em rất là hiểu họ muốn gì. Vậy nên chị yên tâm cho em đi pitching với họ đi, chắc chắn là mình sẽ thắng. Nhưng mà một mình em handle nhiều job như vậy thì em có làm nổi hay không? Nếu như pitching lần này em thất bại thì em có chịu trách nhiệm được hay không? Nếu em pitching thất bại thì em tin chắc ở trong công ty này sẽ không ai có thể làm tốt được hơn em đâu. Phương Khanh, em thấy sao? Em có đủ tự tin hay không? Em tự tin chị. Em không nghĩ là trong công ty này chỉ có một mình Khánh Minh có đủ khả năng để thắng được cái dự án này đâu. Nhưng dù sao đây cũng là khách hàng mới, cho nên em hy vọng là có thể nhận sự hỗ trợ từ sếp Đông. Có được không sếp? Thật ra từ trước tới nay, người ta sử dụng hình ảnh phụ nữ và gia đình để quảng cáo bột giặt. Đồng đang suy nghĩ, nếu mà không sử dụng hình ảnh đó nữa, thay vào đó là hình ảnh những người đàn ông trong gia đình thì sao? An thấy idea này rất là hay, rất là mới nữa. Vậy thì lần này Đông hỗ trợ Khanh pitching dự án này nha. An tin rằng là sự hợp tác của hai anh em sẽ có thể giúp chúng ta thắng được các đối thủ khác. Trước mắt cứ vậy đi. Buổi họp kết thúc ha. Cảm ơn mọi người. Chị An, em có chuyện riêng cần nói với chị. Em làm việc với chị lâu rồi, chắc chị cũng hiểu tính em. Tuy em hơi nóng tính ấy, nhưng mà mọi thứ rất là rạch ròi. Em thấy dạo gần đây chị liên tục trừ lương em, nhưng mà vì em sai, em không có ý kiến gì cả. Nhưng hôm nay cách hành xử của chị khiến em không phục, và em cũng không thể hiểu nổi. Vậy thì em muốn hiểu gì? Chị không tin em thắng được khách hàng. Không lẽ chị tin Phương Khanh và một người mới như sếp Đông sẽ thuyết phục được khách hàng sao? Đối với chị, việc pitching thắng khách hàng mới lần này được hay không, không quan trọng bằng việc em take care và em giữ được khách hàng hiện tại cho chị. Em sẽ vẫn giữ khách hàng hiện tại cho chị và đem khách hàng mới về cho chị. Không có agency nào mà chê khách hàng cả. Không lẽ chị sợ em gần gũi với sếp Đông mà tách em ra khỏi dự án? Em muốn nghĩ gì cũng được, nhưng mà những gì chị đang làm chỉ là muốn tốt cho em và Đông thôi. Chị luôn nhắc nhở em là không để chuyện riêng xen vào công việc. Nhưng mà em thấy ấy, chị mới là người công tư không phân minh đấy. Em hơi quá lời rồi đó. Đừng nói những lời thiếu suy nghĩ để rồi phải hối hận. Em khác chị, em không rạch ròi như vậy được đâu. Nhưng mà dù có hối hận ấy, thì em cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Sếp Đông, cảm ơn chuyện vừa rồi sếp đã giúp em. Em có thể mời sếp đi ăn trưa được không? À, cũng được. Vậy là 12 giờ mình ăn nhé. Sếp nói thiệt hả?
Chắc không được nuốt lời nữa nha. Còn nếu không thì giờ đi ăn luôn không? À không được, không được, không được, không được, quên mất. Đi ăn bây giờ sếp ăn trừ lương chết. Sếp giỡn hoài à. Sếp mà cũng sợ bị trừ lương nữa hả? Sợ chứ. Cặp báo, cặp báo. Cặp báo. Chị, khách hàng chưa đủ làm mình thòng tim hả? Suốt ngày chị cứ làm cho mọi người giật mình hoài vậy. Chuyện gì? Sếp Đồng á, đang chuẩn bị đi ăn với kẻ cướp chén cơm của chị Minh kìa. Em nói vậy người khác nghe được là không hay đâu. Dù điều đó đúng. Đúng như những gì em nghĩ luôn á. Hình như chị An á, chị đang tạo cơ hội cho em họ của chị hả, cô Sếp Đồng hay sao á. Chị mắc cười quá. Người ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, hẹn hò nhau là chuyện bình thường. Thời nay á, có gia đình rồi, người ta vẫn còn hẹn hò rầm kìa. Sao em biết ta chưa có vợ? Em vô cùng tinh tế nha chị. Trên tay Sếp Đồng không hề đeo nhẫn cưới. Ừ. Công nhận tinh tế thiệt. Mà thời giờ hả, ai còn đeo nhẫn cưới để phân biệt có vợ hay chưa vợ? Ủa cũng có mấy người cưới rồi, cũng có đeo nhẫn cưới đâu. Dạ thưa chị, với một góc nhìn sâu sắc và hơi cứng nhắc và có đôi khi bế tắc, thì không biết là chị có góp ý gì cho một cái mối tình mới chấm nở được không ạ? Mối tình tưởng chớ mẻ sẽ không có cách nào nở được đâu. Dù Phương Khanh ấy có cố tưới đi chăng nữa, mà người kia giữ mình kỹ quá thì nở kiểu gì? Ờ, cũng đúng. Nhưng mà chị dựa vào cái chứng cớ nào mà có thể đưa ra một kết luận như vậy? Hay là do chị đúc kết từ trải nghiệm của bản thân? Thì chị đoán mò thôi, không có chứng cứ gì hết á. Mà thôi, đừng hỏi chuyện người khác nữa. Chuyện của chị còn chưa lo xong. Ông Hiếu ông bám dai như đỉa ấy. Đi ăn với sếp lớn có khác ha. Công nhận bà lợi hại thì chứ. Quá khen rồi. Nè nè nè, bà coi giùm tôi đi. Màu xanh này hợp hay là màu xanh này hợp? Màu son nào đẹp đâu có quan trọng. Quan trọng là cuối cùng màu son đó in trên môi ai thôi. Thế ghê quá đi à. Chỉ là đi ăn trưa thôi mà in in cái gì chứ. Lần này là cơ hội tốt đó. Nắm Sếp Đồng cho chắc vào đi. Tôi biết rồi. Mà nè, đợi tôi khô được Sếp Đồng thì tôi sẽ giúp bà hốt trọ ông Hiếu. Hé. Mà tôi nghĩ chắc là ông Hiếu sẽ không quay lại với Khánh Minh đâu. Quay lại cũng được, quen người khác cũng được. Quan trọng cuối cùng thuộc về tay ai thôi. Nói vậy là bà chốt hạ ông Hiếu rồi hả? Bẫy đã giăng tứ phía, chỉ đợi con mồi sập bẫy nữa là xong. Alo, ai nghe? Chị Minh, cứ giúp em này đi. Chào mọi người. Chào sếp. Hôm nay tôi mời mọi người đi ăn trưa nha. Dạ được á. Ủa nhưng mà vì lý do gì vậy? Lý do tại sếp giàu. Em hỏi nhiều quá, sếp không ba tụi mình nữa nhờ. Ừ. Xin lỗi sếp, tôi không đi được. Gì vậy? Mọi người đi vui vẻ. Ủa sao vậy? Chị không đi sao tụi em dám đi? Đúng rồi. Thiệt không? Không, em nói xạo. Chị đang đây hết. Chị uống nước trái cây thôi. Em mới thấy chị ăn hamburger giữa buổi mà. Trời thiệt không? Ờ. Thì chị đã hết từ trưa nay. Sếp Đông hôm nay xuống tận phòng nhân viên để kiểm tra luôn hả? Không có, đâu là mọi người đi ăn trưa. Anh đi cùng không? À,
Hôm nay An có việc rồi, không đi được. Mọi người đi vui nha. À Minh, chiều nay em tiếp khách hàng này giùm chị nha. Cảm ơn em. Anh đi trước nha. Hình như sếp An biết có chị nên là không có chịu đi. Khùng hả? Nói gì? Cô Hai hả? Cô Hai, con vừa mới gặp chị An ngồi nói chuyện với một cái người đàn ông nào lạ mặt mà nhìn có vẻ căng thẳng đó. Con không nghe được chút xíu gì hả? Hồi sao á, con không có nghe được gì hết trơn á. Nhưng mà dòm thấy tình hình hai người đó gì đâu mặt căng như dây đàn vậy đó. Ý, con nhớ ra rồi. Hèn chi con thấy người đàn ông đó quen quen. Hình như cái người đàn ông này là bạn đối tác làm ăn của anh Hưng á. Chắc là nó muốn phá đám chuyện làm ăn của thằng Hưng để khỏi bán đất bán nhà đây mà. Bởi vậy mới nói thằng anh mày á mà cứ sống với con nhỏ đó thì không ngóc đầu lên được. Trời ơi, ngờ chị ta thủ đoạn dễ sợ luôn cô Hai ha. Ai thủ đoạn vậy chị? Em hả? Cảm ơn Khanh bữa ăn trưa nay nha. Anh Hưng nợ tôi 3 tỷ hồi năm ngoái. Anh hứa trả từ hồi đầu năm, nhưng cứ khất lần hoài à. Chỗ thân quen nên tôi cũng chỉ tính theo lãi ngân hàng thôi. Nhưng từ đầu năm đến giờ bóng dáng tiền lãi cũng không thấy. Bất đắc dĩ tôi mới phải nói chuyện với chị, vì anh đã dặn giấu chị rồi. Nhưng giờ tôi hết cách rồi á. Nếu không lấy lại được tiền á thì tôi với vợ tôi cũng đổ chuyện á. Là chỗ em không ngủ được hả? Không.
Tại hồi chiều á, em uống hơi nhiều cà phê thôi. Anh biết là thay đổi một thói quen rất là khó. Ở căn hộ mà không quen á, sẽ cảm thấy rất là ngột ngạt. Vài hôm nữa em sẽ quen thôi. Chị thấy tội cho Tôm. Anh sẽ dẫn con đi chơi công viên thường xuyên. Em yên tâm. Tạm thời á, anh ở nhà coi con. Em chắc là sẽ báo với công ty là em không có nghỉ nữa. Em cho anh thời gian. Anh sẽ tìm cách để khắc phục cái việc này. Còn em cứ mở công ty như dự tính đi. Anh thấy em chuẩn bị cũng lâu lắm rồi mà. Em đâu có còn tâm trí để làm chuyện gì nữa. Bây giờ vợ chồng mình cần nguồn thu nhập ổn định để còn lo cho con. Anh cũng vậy á. Anh đi xin việc gì đó làm đi. Đừng có start up nữa. Để anh suy nghĩ thêm nè. Anh không thích cái cảnh mà đi làm cuối tháng lãnh lương, chán lắm. Em xin anh đó. Bây giờ một là anh ở nhà anh coi con, hai là anh đi xin việc gì làm thêm. Chứ nếu như mà anh cần gây thêm một khoản nợ nào khác nữa, em chắc là tụi mình không thể nào sống tiếp với nhau được đâu. Chị Minh, sếp gọi cho chị nè. Chị nói không ăn rồi mà. Nè, sếp đông á, hơi bị tâm lý á nha. Mua cho chị đồ ăn healthy á, tự tin ăn đi. Con hộp này của ai? À, hộp này của chị Thái An. Ủa, em ăn chưa vậy? Làm gì mà nhìn hộp cơm chị dữ? Ăn rồi, trời nãy kêu quá trời đồ ăn luôn em với buồn ăn cành hông luôn nè. Nhưng mà như có người ăn được, mắt nạn cục to đùng mà. Là sao? Chị Khanh nữa hả? Bà chứ ai? Đúng rồi, hẹn chứ hồi nãy nhìn thấy mặt mắc cười dễ sợ luôn á. Thế cũng... Ủa chị bữa đó là chị mắc cười lắm luôn á. Hả? Bộ mắc cười nữa là sao mà cười? Ăn trưa xong rồi không còn làm việc đúng không? Làm việc đi! Trời tiên chị coi, ủa chị phải làm gì phải sếp em vậy chị? Chị, mình nói thiệt nha, sếp đông á hả? Từ chỗ bà khéo lắm luôn á. Trời đúng những gì em nghĩ là bà quê sệ hả? Chị hay quá ha. Đợi mọi chuyện xảy ra hết trơn rồi phán như thánh vậy á. Đâu đâu giờ chị đoán thử thôi. Là sếp sẽ gửi tình cảm vô cái hộp cơm này hay là hộp mì của chị An? Ủa lẽ sếp đông thích bắt chen ta? Thích làm người thứ ba hả? Mới mua cho hộp cơm thôi mà. Bớt suy diễn tào lao. Nhiều khi ngủ chung giường ấy. Còn chưa có chuyện gì nữa là... Chào sếp. Khánh Minh, ra lên phòng em chút việc nha. Vào đi. Có chuyện gì vậy sếp? Cô biết Thái đang gặp chuyện gì không? Anh quan tâm tới chị An thì đi hỏi chị ấy chứ. Mà sáng nay chị ấy cũng nói sẽ không quan tâm tới chuyện riêng của tôi rồi mà. Vậy mắc gì tôi phải lo chuyện riêng của chị? À, tại khách hàng mới thấy An có chuyện nên tôi tính nhờ cô nghiên cứu trước. Với lại... Khách hàng mới? À. Anh cứ giao cho tôi đi. Ở công ty này á, không có ai làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi như tôi đâu. Thì như cô thích tự khen mình hơn là để người khác làm điều đó hả? Em, chị có nên rút lại lời với sếp Đông không? Hay là giờ chị giả bệnh hiểm nghèo nhỉ? Tôi chưa đi đánh trận đã rút quân rồi. Không có được nha.
Đây là lần đầu tiên sếp Đông giao gì cho chị đó, nên chị phải làm sao cho nhiệt tình, gây ấn tượng tốt vô, đừng có làm mất mặt cả team à. Nhưng mà chị không biết gì về cái thị trường này. Trước giờ chị cũng không tìm hiểu insight về phân khúc khách hàng, mà giờ lại làm brand cho sữa bầu nữa. Chị không biết là chị có làm tốt hay không. Yên tâm đi, em biết sẽ có người giúp được chị. Giờ người ta đang giận chị, không biết tặng nó có nhận không nữa. Chứ không phải hồi trước em bảo cứ được nhận quà là trong lòng nở hoa à? Không, cái đó là em, cái đó là cái nết của em. Trời ơi, em mà giận ai mà tặng quà là em tha thứ hết. Nhưng mà nó đó là con nhỏ đó, em đâu có rành nó đâu. Thì em cứ mang qua nhà, em bảo em mua là được rồi. Ờ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy á. Nhỏ ấy, lanh quá ha. Hồi trước chị cũng nghĩ nếu em trai chị mà chín chắn hơn một chút ấy, thì chị đã giới thiệu hai đứa quen nhau rồi. Ủa vậy giờ chị còn có ý định đâu? Ủa, nó có bầu rồi mà. Bớt xàm lại cô. Ủa chứ chị không thắc mắc cha đứa bé là ai hả? Tự nhiên bắt chị tìm hiểu chuyện riêng tư của người ta mà. Ờ, không, giờ chuyện không có riêng tư nữa đâu. Giờ chuyện là không cổ riêng ai luôn á. Đi đi đi, đi theo em. Thôi em. Ra cũng xảy ra rồi, căng thẳng đâu giải quyết được chuyện gì đâu. Nước ngon uống đi chứ đá tan dở ẹt sao uống. Thư giãn thoải mái lên, từ từ cháu nó cũng nhừ. Em nghĩ gì mà lại dám làm cái chuyện động trời này hả? Trời ơi, nó nghĩ được, nó đâu làm ra chuyện động trời này đâu. Chị Khánh Minh, em nói nè, nếu mà chị đã không giúp được bọn em á, thì làm ơn giữ kín cho ngày đi. Bọn em tự lo. Em lo kiểu gì? Em chưa có công việc ổn định, mà thoa mức lương căn bản thì không có nhiều. Rồi sau này hai đứa nuôi con kiểu gì? Em thấy dễ quá mà. Chị tăng lương cho thoa được rồi. Công ty không phải của chị. Thôi nói chuyện nhẹ nhàng tí đi mà, giữ hòa khí đi, lát còn nhờ giả người ta đó. Vậy chú, chị muốn tụi em tính sao? Chị muốn tụi em bỏ đứa bé mới chịu hả? Em nghĩ chị có ý đó đâu nè. Lúc trước á, em không nghĩ như vậy. Còn bây giờ, chị đúng là người nhẫn tâm ác độc. Thoa, Thoa, chị Khánh Minh, em không nghĩ là chị làm tới vậy luôn đó. Chị không biết là phụ nữ mang thai rất nhạy cảm hả? Chị thật là quá đáng. Thoa, Thoa, em thấy chị có nói gì quá đáng không? Quá đáng lắm luôn á. Không không không, ý là nó hai cái hộp sữa này nè. Nó giờ chị không có bầu, em đâu có bầu đâu. Không có bầu sao uống sữa bầu. Mà thấy con Thoa nha, cái điện bộ nó không có nhận đâu. Em không nghĩ là nó giận gì tới mức độ vậy luôn á. Chuyện của chị còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm chuyện của thằng quỷ này nữa, thì không biết ba mẹ chị sống sao. Nè con, ăn trái cây đi nghe. Dạ vâng, con xin ạ. Này bà, bà xem làm món gì đấy để cho tôi với nó nhấm nháp tí nào. Thôi, nó đi xe máy mà tự nhiên cái bây giờ bắt nó uống vô rồi sao nó lái xe. Nhưng cũng phải làm gì đấy để cho thằng bé nó ăn tối chứ. Nè con, con tới gấp quá, bác không có kịp làm gì hết. Thôi ăn đỡ trái cây nha con. Dạ không sao đâu bác, lát nữa con cũng định về nhà ăn tối với ba con luôn. À, con tiện đường qua đây thăm sức khỏe hai bác thôi ạ. À, nè, mọi khi á, bác đâu có thấy con qua đây thường xuyên đâu. Bộ hai đứa hồi này có chuyện hay sao mà con qua thường xuyên quá vậy hả? Bà hỏi câu nào có duyên hơn một chút được không? Đi làm gì làm đi, để cho bác cháu tôi nói chuyện. Này con, hôm nọ bảo là hai đứa được chụp ảnh cưới, sao thấy chưa đi à?
Ơ, con, cái câu này á thấy có vẻ ý tứ hơn. Nhờ có duyên hơn câu của bác luôn á. Dạ, dạo này Minh hơi bận nên là bọn con vẫn chưa đi chụp ảnh được. Thì con cũng tính là hai đứa chắc là vào cái studio nào đó chụp một ngày là xong ngay ấy mà. À, thế cũng được. À, thế hai đứa đi in thiệp chưa? Bác phải gửi thiệp đi họ hàng xa, cũng mất nhiều thời gian lắm đấy. Dạ, cái này thì có gì để con hối Minh ạ. Tính cổ hơi kỹ tính nên con nghĩ là chắc liệu cũng hơi lâu ạ. Nhưng mà dù sao thì cũng phải hỏi nó xem tình hình như thế nào con à. À, dạ vâng ạ, con mời bác ạ. Ủa, anh tới nhà tôi làm gì? Này, con ăn nói gì lạ thế? Anh mau bước ra khỏi nhà tôi. Kìa em, ba mẹ đang ở đây, em đừng có nói vậy được không? Đi anh cầm cho. Anh mau bước ra khỏi nhà tôi. Dạ không có gì đâu ạ, chắc hôm nay cô đi làm về hơi mệt nên là còn nóng tính thôi ạ. Kìa em ngủ. Minh, con chơi phải cẩn thận chứ Tâm, lỡ nước sôi rồi sao? Vài ngày với ba Đông, mẹ đi công tác nha. Ngày xưa mẹ cũng từng nhẫn nhịn ba mà phải sống dằn vặt cho đến lúc chết đấy. Dám mở miệng ra nói với ba vậy hả? Con chỉ nói những gì sự thật thôi. Sự thật là sao? Hả? Con có biết sự thật là nếu như không có ba, bây giờ con trở thành thằng đầu trộm đuôi cướp kìa, không có tương lai kìa. Ba có thể nói vậy được sao? Ba đã bỏ mẹ con từ khi con được 5 tuổi. Mẹ đã phải dắt tay con về nhà ngoại để tìm kế sinh nhai đó. Nếu như không vì mẹ con sẽ không bao giờ về đây sống với ba đâu. Con nghĩ là đi, ở với ba còn được hay là mất? Con có thiếu cái thứ gì? Hả? Đừng cái kiểu mà mỗi lần nói chuyện với ba, mang cái chuyện mẹ con ra mà dằn vặt ba như vậy nghe chưa? Anh yêu em, thương em được bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có đẹp đâu, một mình em cũng giấc mộng về đôi mình. Thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vẫn tàn tàn.